Dạ, em ô tô Quốc Hùng, Tân Phú, Đồng Nai. Xin chào cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình một chiếc xe, dòng xe Toyota Innova G xịn 206 nha anh chị, 206 đời đầu. Đối với chiếc xe Toyota G xịn 206 đời đầu này là chuẩn chức gia đình 100%, bao anh chị không bị va chạm cứng đụng, không ngập nước, sơn zin còn khoảng 5 đến 60% nha anh chị nha. Hôm nay cửa hàng nhập về và quay giới thiệu đến cho anh chị mình xem sơ lược đối với chiếc xe này. Nếu anh chị nào mình cảm thấy đang cần tìm những cái dòng xe tương tự như vậy thì anh chị có thể cùng em xem hết video để cảm nhận được cái chiếc xe nó như thế nào anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị xem và em giới thiệu đến cho anh chị cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe thì anh chị liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 548 858 để được trao đổi với em anh chị ha. Và đồng thời thì bên cửa hàng có hỗ trợ Google Maps cho anh chị. Anh chị có nhu cầu muốn từ ở nhà mình lên cửa hàng biết bao nhiêu xa hoặc là không biết đường đi thì anh chị có thể vô Google Maps nhấn vô là ô tô Quốc Hùng, sẽ hiện cửa hàng của em lên và anh chị nhấn vô nút chỉ đường thì anh chị sẽ biết từ ở nhà mình lên đến cửa hàng của em bao nhiêu xa anh chị nhé. Và đồng thời thì anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký và những nút chuông vô nha anh chị nha, để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về và em view và cùng anh chị xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với nhân vật chính, đối với chiếc xe Toyota G xịn 206 bản đời đầu luôn, rất là chất và xe cũng còn rất là liền lạc, để cho anh chị mình xem và nghiên cứu nha. Rồi, trước tiên thì mình sẽ cái đăng kiểm của nó đến tháng 1 2023 ha, đăng kiểm đến tháng 1 2023, và kính chắn gió của nó thì cũng còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn anh chị ha. Đó, quạt nước nè, quạt nước đồ cũng vậy ha, cũng còn rất là đẹp, và những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy nha, cũng còn rất là đẹp luôn ha. Gara mui có đầy đủ hết ha, gara mui có đầy đủ hết, và phim cách nhiệt nè, có dán phim cách nhiệt luôn, che mưa và ắp xi chân kiến, ắp xi tay nắm có đầy đủ hết anh chị ạ. Chủ xe người ta đi, người ta giữ gìn cái xe và người ta chăm chút cái xe rất là đầy đủ cho anh chị rồi. Anh chị mua về giờ mua về chỉ đổ xăng và giọt thôi mà đạp thôi. Nhưng mà đối với chiếc xe này thì cái chiếc xe nó rất là cứng và bên cửa hàng cũng đã kiểm tra và test thử nha. Tuyệt đối là không có dịch vụ tư nhân hoặc là dịch vụ taxi. Xe chuẩn chức gia đình đi rất là ít nên người ta giữ gìn cái xe nó cũng còn rất là cứng và rất là đẹp ha. Đây anh chị, mặt nạ da lăng của nó nè, còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn. Và bóng đèn được áp mặt nạ cà rơm, bóng đèn trước, bóng đèn pha còn rất là đẹp. Và đèn cản cũng vậy ha, đèn cản còn khá là đẹp. Thì có cản thì cũng còn rất là liền lạc và rất là đẹp nha, rất là liền lạc và rất là đẹp. Đó, đèn pha nó cũng vậy ha, đèn pha còn rất là đẹp luôn. Đó, mặt nạ da lăng của nó nè, còn rất là liền lạc luôn ha. Và cái capo của nó cũng còn rất là đẹp luôn nè anh chị nha, capo nó còn rất là đẹp luôn. Xe hơi dơ nha, tại vì xe mới về là em quay luôn, em không có rửa luôn, tại vì xe cộp quá mà không cần phải rửa đâu. Thì mấy cái dơ này là mình rửa cái là sạch ha. Đó, xe đang nổ nha, máy đang nổ mà rất là êm. Em sẽ mở đèn luôn, mở đèn cho anh chị xem luôn, mở đèn cho anh chị xem sơ lược luôn. Đây anh chị, nội thất, nhìn cái nội thất là mình biết, có thể biết là xe nó cứng nó đẹp như thế nào ha. Nội thất mới đầu đồ nhựa này, còn rất là đẹp, và chủ xe người ta cũng đã lên màn hình Android cho xe, còn rất là đẹp cái xe luôn anh chị ạ. Đây những cái điểm này cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Chủ xe cũng đã may một bộ ghế da rất là cứng và rất là đẹp ha, còn rất là mập mạp ha. Đó, phụ số nó nè, qua bao năm sử dụng nè, 2006 đến giờ nha, còn rất là sáng ha. Túi khí nè, túi khí còn rất là đẹp luôn ha. Đó, cái này là cái thương hiệu Toyota của nó nè ha. Đó, túi khí nè, Odo của nó nè, Odo là đi 96.870 cây. Thì nói chung thì những cái dòng xe cũ thì mình không có thể nào xem biết là Odo nó bao nhiêu hết đó. Em thấy cái Odo này hơi ít nè. Xe này theo em nghĩ cái chất xe, tầm nhìn của em thì nó tầm khoảng 200 mấy ngàn cây anh chị nha. Đây anh chị, cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Đó, tem bán hàng đồ nè, tem nè, còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Đây, đó, đồ nhựa ở đây cũng vậy ha. Đó, một cái đồ nhựa ở trên này cũng vậy nè ha. Đó, đồ nhựa ở đây cũng vậy nè, còn quá trời đẹp luôn anh chị ha, quá trời đẹp luôn. Cắp bi của nó nè,
Đó, copy cho nó còn rất là đẹp ha. Ở đây cũng vậy nè, máy đồ đó. Khóa tự động có đầy đủ hết nha anh chị nha, khóa tự động có đầy đủ hết, đây cũng vậy ha. Rồi sung chỉ nè, sung chỉ đầy đủ hết ha, sung chỉ đầy đủ hết. Chung là xe là bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng, không ngập nước nha. Rồi bây giờ mình xem cái bóng đèn đi đó, đèn cản, đèn pha nè ha, đó, đèn pha có đầy đủ hết ha, đó, đèn pha có đầy đủ hết. Rồi anh chị xem cái hông của nó nè ha, rất là liền lạc ha, hông nó rất là liền và đồng sơn của nó, sơn căng bóng luôn ha, sơn zin nó còn nhiều lắm anh chị à, đối với chiếc xe này sơn zin còn nhiều lắm. Rồi anh chị nào mình đang cần tìm cái dòng xe này thì anh chị chịu khó coi hết video nha, mới liên hệ với em ha. Đây tem zin còn ha, ốc tán zin chưa tháo gỡ nè ha, đó, copy của nó nè, đó, copy nó còn rất là đẹp luôn anh chị ha, sùng chỉ zin theo xe đầy đủ hết anh chị nha. Đó, nó đẹp ở dưới đây cũng vậy nữa ha, còn rất là đẹp. Copy của nó cũng vậy ha, copy còn khá là đẹp. Đây copy sau cũng vậy ha, không có độ mòn nha, còn rất là đẹp. Nắp cửa nó cũng vậy nè, rất là đẹp ha anh chị ha. Rồi những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy nè ha, còn quá trời đẹp luôn nè ha. Nỉ thì bọc trần ha, nỉ bọc trần. Đó, hai dàn lạnh độc lập nha, hai dàn lạnh độc lập. Đó, ghế bọc da còn khá là đẹp. Đó, nách cửa đồ cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Rồi mâm sau cũng vậy ha, mâm sau còn khá là đẹp luôn anh chị nha. Đó, đây trên này cũng vậy nè ha, chè nè ha, còn rất là đẹp. Taxi đồ cũng vậy ha. Đó, anh chị thấy không, từ 2006 đến giờ mà cái dè nó còn đẹp như vậy nè, chưa dấu hiệu làm lại hay là bất cười gì hết á, dè zin của nó mà còn đẹp vậy đó. Đó rồi bây giờ anh chị cùng em xem cái hông nó nè, hông nó rất là liền nha. Đó, đây nắp xăng nè, có epoxy mặt nạ cà rơm luôn. Đó, đèn nè, epoxy đèn có đầy đủ hết anh chị ha, đèn có đầy đủ hết. Đó, biển số 60K16115 nha. Đó, cam đùi màn hình to và bá luôn, có đầy đủ hết ha. Đây bóng đèn epoxy có đầy đủ hết anh chị nha. Đó, cạn đồ cũng còn rất là liền lạc và rất là đẹp. Bên hông bên này cũng vậy ha, rất là liền lạc và rất là đẹp nha, sơn zin còn đầy luôn. Đó, có cái là mùi luôn. Đó, đuôi cá có luôn. Đó, đầy đủ hết anh chị nha. Rồi đây anh chị, bon tán hạng nè ha, đầy đủ hết nguyên ha. Chung là xe zin nhìn vô là mình có thể biết nha. Đó, nhìn vô là nó rất là đẹp, rất là chất nha. Đấy, rất là đẹp, rất là chất. Đó, sùng chị nè, chị đầy đủ hết ha. Rồi nỉ bọc trần nha, hai dàn lạnh độc lập, túi khí ABS cân bằng điện tử có đầy đủ hết anh chị nha. Đó, đồ sau nè ha, có đầy đủ hết. Đó, ghế nè, ghế nè, còn đầy đủ hết ha, mấy đồ nhựa nè ha, còn rất là đẹp. Rồi ok, mình sẽ đóng cửa lại ha. Mình coi xe lừa cái gầm luôn, cái gầm nó đẹp không? Đó, gầm là quá trời đẹp luôn nè anh chị ha. Đó, gầm quá trời đẹp luôn, những cái sắc xi đồ cũng vậy ha. Đó, bấm mâm Siku đồ nè, giỏ Siku đồ nè ha. Đó, gầm cũng rất là đẹp. Đó, không có dấu hiệu mục mọt hay làm lại gì hết nha anh chị nha. Rồi rồi mình coi bên này luôn, mâm bên này cũng vậy ha, cũng còn rất là đẹp luôn ha. Đó, vỏ cũng còn cao. Nói chung là bốn cái vỏ, hai cái vỏ đầu thì cao nha, hai cái vỏ sau thì hơi mòn xíu anh chị nha. Đó, anh chị muốn đẹp thì anh chị mua về thay hai cặp vỏ sau nữa là khá là ok. Đó, về nè, nguyên bản hết nè, còn quá trời đẹp ha. Sùng chị zin theo xe về còn luôn nè anh chị ha, từ 2006 đến giờ rất là hiếm nha. Rồi bây giờ mình coi sơ lược cái gầm ở đây luôn. Đó, gầm ở bên này cũng vậy ha, còn rất là đẹp ha. Đó, đó, gầm nó còn rất là đẹp. Rồi ok, mình sẽ coi cánh cửa này luôn. Đây anh chị, đó, cánh cửa này cũng vậy ha, tem zin nè, ốc tán nè, zin hết, sùng chị zin hết, copy nè, zin hết. Đó, và copy đồ zin hết ha. Rồi nách cửa cũng vậy ha, nách cửa cũng vậy, zin hết ha. Rồi ghế đồ cũng vậy nha, cái đồ cũng vậy ha, nách cửa đồ cũng vậy ha.
Đó. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ coi cánh cửa bên này luôn. Coi xong cánh cửa bên này là anh sẽ báo giá cho anh chị nha. Đây anh chị, sùng chị nè. Đó, zin luôn. Đó, cúp sau với bốn cánh cửa là zin hết nha anh chị nha. Còn capo thôi ha. Đó, báo giá xong rồi mình sẽ coi capo luôn. Đây anh chị. Đó, trời đẹp ha. Sùng chị nè, cắp bi của nó nè. Nó trời đẹp luôn nha. Đó. Đây. Đó, nách cửa đồ nè ha, sùng chị nè ha. Rồi, tắp lô nè. Đó, chúng ta ok nha. Đó. Rồi, ok ha, chị nha. Rồi xong. Bây giờ thì em sẽ báo giá cho anh chị đối với chiếc xe Toyota G xịn 206 đời đầu, xe cực chất và chuẩn chất gia đình 100% luôn. Hiện tại bên cửa hàng đang chào bán với cô chú anh chị mình là 250 triệu nha anh chị nha. 250 triệu đối với chiếc xe Toyota G xịn 206, xe cực chất. Còn rất là cứng cáp nha. Còn rất là cứng cáp. Rồi, bây giờ mình sẽ vô trong nội thất và quay sơ lược cái nội thất cho anh chị xem luôn. Đây, gương chỉnh điện đồ có hết đầy đủ hết anh chị nha. Đó. Đó. Gương chỉnh điện có đầy đủ hết. Đó. Ô đô nè, khóa tự động đồ nè ha. Có đầy đủ hết ha. Vô lăng thì còn rất là đẹp nha anh chị nha. Vô lăng còn rất là đẹp. Và đèn pha, đèn cốt nè, có đầy đủ hết ha. Xi nhan nè. Đó, xi nhan có đầy đủ hết. Mấy đồ nhựa ở trên này cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Đó. Xi nhan nè, quạt nước nè. Đó, quạt nước nè, rất là êm ha, quạt nước rất là êm, rất là đầm. Rồi, tắt đi. Đó. Dòng xe bạn đủ thì nó có mấy nước luôn anh chị nha. Đó, mấy nước luôn, quạt nước sau và quạt nước trước đồ có đầy đủ hết ha. Đó, tiến lên xuống nè. Rất là êm và rất là đầm ha. Rồi, ok. Giờ mình sẽ coi cái cabo và cái máy nó như thế nào nha anh chị nha. Nách cửa đồ là đẹp keng xà beng hết rồi anh chị ạ. Anh chị lần đầu tiên xem kênh anh thì cho em xin một nút đăng ký kênh nha anh chị nha. Và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về. Cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng đó anh chị ha. Rồi ok, bốn cánh cửa và cái cabo thì đã ok rồi, đã không có lỗi rồi. Thì bây giờ anh chị cùng em xem cái cabo bên này ha. Anh chị zin nha, cái bộ zin ha. Đó. Rồi. Toyota nè ha. Rồi, tem nè. Đó, sùng zin nè ha. Đó, zin hết nha. Rồi, xe là bao anh chị, không cứng đụng, không ngập nước gì hết anh chị ạ. Đây. Cục thắng ABS cân bằng điện tử ở đây nha ha. Sạc pô thắng của nó nằm ở trong. Và cái bơm xăng. Cái này là hộp điện ha. Cái này có bình của nó nè anh chị nha ha. Cái này là dầu trợ lực ha. Máy nổ rất là đầm và rất là êm anh chị ơi. Máy nổ rất là đầm luôn. Đó, nghe nổ chỉ có nghe tật 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 thôi đó. Cái này là cái bô e của nó nha anh chị nha, bô e của nó đó. Đó, cái này là cái keo hạng nè, nguyên bản nè ha, sơn nguyên zin hết đó anh chị thấy không đó. Nói chung là tiền nào của đó nha, chuẩn chức xe gia đình 100%, quá cực quá chức. Mà cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha, ngon hạng nè đó. Mặt nạ da lăng của nó nè ha, còn rất là liền và rất là đẹp ha, còn rất là liền nó đẹp luôn. Rồi ok, bây giờ em sẽ đây, ở đây cũng vậy ha, mấy đồ nhựa ở đây cũng vậy nha. Đó. Xe về là chưa đó, dựa vậy hết đó. Trời cứng quá, em mã cái bô xuống nha. Rồi ok, thì bây giờ em cũng sẽ quay xong những chi tiết cần thiết quay cho anh chị mình xem sơ lược rồi. Nói chung thì một chiếc xe mình chỉ quay sơ lược như vậy cho nhanh gọn lẹ thôi. Anh chị nào mình thực sự đang cần tìm những cái dòng xe này mua thì anh chị chịu khó bỏ một chút xíu thời gian lên xem xe và chạy thử xác thực cái xe, mình có thể cảm nhận được cái chiếc xe nha anh chị nha. Hiện tại bên cửa hàng thì Innova còn 4-5 chiếc lận. Anh chị nào có thiện chí thì muốn tìm xe mua thì cứ lên xem xe, coi con này được thì mua, không được có coi con khác nha anh chị nha. Kia Kangen cũng còn có 3 chiếc và dòng xe 4 chỗ 5 chỗ, nói chung là cũng còn khá là nhiều xe. Anh chị có nhu cầu muốn mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 548 858 để được trao đổi với em anh chị ha. Và lên xem xe, mình coi con này được thì mua, không được thì mình coi cái con khác ha. Đồng thời thì em cũng xin phép
chúc cho anh chị một ngày làm việc thuận lợi và gia đình luôn luôn hạnh phúc nha anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ quay trở lại cái đầu xe cho anh chị xem một lần nữa, là em sẽ chào và tạm biệt nha anh chị nha. Đó, xong rồi, quay xong hết rồi thì mình tạm biệt nhau thôi. Còn những chiếc xe còn lại nhiều, hôm nay là nói chung là em bị bệnh cả nửa tháng nay không có quay xe được, nên là hôm nay mới quay trở lại ngày đầu tiên quay xe, mà em quay từ sáng giờ em quay hết 5 chiếc rồi, đuối người luôn anh chị. Bây giờ em cũng xin phép ngừng lại tại đây nha, hẹn anh chị em tiếp tục những video khác và giới thiệu cho anh chị những chiếc xe đẹp và chất lượng cho anh chị nha. Em ô tô Quốc Hùng xin chào và hẹn gặp lại ha, bye bye.